Trong buổi họp báo phim mới, diễn viên Quỳnh Lương đã lần đầu chia sẻ về vai diễn gần đây của cô trong bộ phim Gara Hạnh Phúc. Ở Gara Hạnh Phúc, Quỳnh Lương thủ vai Tiên Đỗ, cô gái mãi gần những tập cuối mới xuất hiện nhưng rất được khán giả yêu mến khi có những màn tấu hài thú vị với Trung Châu. Thế nhưng theo Quỳnh Lương, ban đầu, vai diễn cô casting trong phim không phải là Tiên Đỗ mà chính là nữ chính Sơn Ca. Nữ diễn viên bày tỏ, thực ra vai Sơn Ca là tôi nhận vai và casting rất nhiều lần, nhưng lúc đó tôi lại đang đóng phim Lối Nhỏ Vào Đời. Khi ấy anh Khải Anh cũng bảo tôi rằng sau này tôi sẽ có rất nhiều cơ hội, nhưng nếu bây giờ tôi tham gia cùng lúc hai phim, đều là tuyến chính, đặc biệt là với hai nhân vật hoàn toàn khác nhau thì sợ rằng tôi sẽ không theo được. Hơn thế nữa tôi còn là một tân binh nữa. Quỳnh Lương còn nhớ ngày 9 tháng 5 là Gara Hạnh Phúc bấm máy. Trước đó, cô cũng đã tham gia buổi định trang nhân vật, khớp thoại với các diễn viên khác. Quỳnh Lương nói rằng thời điểm đó cô cũng hơi buồn, nhưng sau đó lại nhận được vai hay hơn là vai Tiên Đỗ. Đối với Quỳnh Lương, Tiên Đỗ là một mối duyên. Vũ trụ đã sắp đặt tôi phải là Tiên Đỗ, Quỳnh Lương bày tỏ. Nữ diễn viên cũng nói rằng cô rất hạnh phúc khi vai diễn được khán giả đón nhận nhiệt tình. Khi được hỏi có tiếc không khi suýt nữa thì đã vào vai nữ chính trong một dự án được yêu thích, Quỳnh Lương bày tỏ cô không hề tiếc. Với nữ diễn viên, mỗi vai diễn đều là duyên, nếu không được diễn tức là không có duyên và cô chưa bao giờ hối tiếc về bất cứ điều gì trong cuộc đời mình cả. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.